Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn đến cách các bạn đón mơn bằng khớp hay gọi là kỹ thuật hand detach đấy. Thì với kỹ thuật hand detach này mình sẽ có vài cách làm khác nhau. Ví dụ như mình có thể đón mơn bằng gray hoặc đón mơn bằng high pass và blur. Thì các bạn sẽ xem này, before và after. Before và after. Thì với cách làm như thế này thì sẽ giúp mình giữ được cái chất liệu da, còn như là mình chỉ can thiệp về sáng tối thôi chứ không can thiệp về chất liệu nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào phần cách làm. Thì đây mình sẽ tạm thời gộp hết tất cả này vào một cái layer group ạ. Sau đó mình ẩn nó đi. Đây, ở đây thì bước đầu tiên mình sẽ tạo ra một layer trống. Thì ở trên lớp layer trống này thì mình sẽ sử dụng cái ngòi Spot Healing Brush này. Và mình tích vào Sample Layer nhé, thì nó mới có tác dụng trên layer trống và các bạn sẽ sử dụng nhạt mụn. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng Spot này, trong ngòi gì nhé, Spot hoặc là Batoon để nhạt những chi tiết nhé. Thì với cách mà làm bằng cái Spot này thì nó sẽ rất là nhanh, giúp các bạn xử lý chi tiết rất là nhanh. Tuy nhiên là cái kết cấu của da nếu các bạn yêu cầu cao thì cái Spot này vẫn bị lỗi, thì nó là tự động. Còn các bạn có thể sử dụng thêm như là Healing hoặc là Batoon nhé. Thì đây là cái bước thứ nhất, các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật là nhặt mụn xóa rác. Thì cái bước này các bạn làm càng sạch bao nhiêu, các bạn càng bỏ nhiều thời gian bao nhiêu thì ảnh nó càng đẹp bấy nhiêu. Tiếp theo đến cái bước mà mình sẽ tạo ra cái lớp để mình đón burn ấy, thì đây mình sẽ tạo ra layer bằng khớp, vuông vụn khớp này. Sau đó thì các bạn để chế độ là chỗ là screen là sáng lên nhé. Sau đó các bạn Ctrl D đi, và đây các bạn tạo thêm một lớp layer bằng khớp tiếp theo thứ hai, và các bạn sẽ để ngược lại với screen là multi, nó nằm tối thì các bạn sẽ để là multi, và các bạn cũng Ctrl D nhé để đảo ngược cho nó không tác dụng. Sau đó thì các bạn tạo ra một lớp layer là hue saturation, và đây các bạn sẽ trừ xuống khoảng 20. Trong lớp layer này các bạn sẽ trừ xuống khoảng 20 nhé, có trừ 14 này các bạn sẽ trừ xuống khoảng 20. Vì khi mình để multi ý, thì nó sẽ bị tăng cái độ nó tương phản độ bão hòa đấy, mình cần phải trừ đi. Sau đó thì mình sẽ biến cái ảnh thành đen trắng. Thì tại sao phải làm ảnh thành đen trắng? Khi mà mình đón mơn này thì bản chất của da là lỗi về sáng tối, thì mình sẽ chuyển về đen trắng thì nó chỉ còn màu sáng và tối thôi, không còn màu sắc. Thì khi đó mình sẽ nhìn rõ được cái kết cấu, cái chất liệu, những cái lỗi của da. Và bước cuối cùng là mình sẽ tạo ra một layer bằng khớp. Khớp này thì mình sẽ sử dụng để điều khiển ánh sáng để mình nhìn được rõ cái tương phản và chi tiết trên từng vùng da lỗi một. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng chủ yếu là hai cái là shadow và highlight. Thì khi mình làm cái này thì lập tức này, những cái kết cấu da, những cái lỗi của da này, những chi tiết về sáng tối nó sẽ đổi lên rất là rõ. Và ở đây các bạn sẽ sử dụng cái đòn burn, đó là các bạn sử dụng B brush nhé. Các bạn sẽ để thông số là khoảng 5% và follow là khoảng 100%. Sau đó các bạn tô. Thì ở đây là cái screen là tô sáng, cái này là tô tối, multi là tô tối. Thì bây giờ ví dụ những cái lỗi của da này, những cái phần nào nó tối thì các bạn tô sáng nó vào. Ví dụ những cái phần này thì các bạn sẽ tô nó sáng. Đây các bạn quay lại lớp layer này, tô sáng lên. Thì với cách làm như thế này thì các bạn chỉ can thiệp về sáng tối thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến chất liệu da, lên nó da rất là đẹp. Tuy nhiên nó sẽ mất hơi nhiều thời gian như video trước mình chia sẻ các bạn này. Đấy, thì các bạn cứ làm như này đến bao giờ sạch thì thôi. Tương tự với phần tối cũng như vậy. Quan trọng nhất của phương pháp này là tô làm sao để những phần chuyển sáng nó mềm. Khi các bạn mới làm ấy, các bạn mới tập làm những lần đầu tiên ấy, thì các bạn làm rất hay bị lỗi, nó hay bị loang lổ. Thì cái này cần phải làm nhiều cho hay bằng tay quen. Các bạn phải làm thật nhiều thì dần dần các bạn mới làm chủ được cái phương pháp này. Và quan trọng nhất sau khi mà các bạn làm chủ được phương pháp này đó là phần nhìn được khối, làm sao để đánh khối cho nó tốt. Chứ còn cái lỗi fix da này thì các bạn cứ làm kỹ một thời gian là các bạn sẽ làm được. Và cái thông số này các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Các bạn làm tốt rồi thì các bạn cho lên cao được, còn nếu các bạn làm chưa tốt thì các bạn hạ thấp xuống để mức độ thay đổi nó ít thôi. Thì khi các bạn làm ấy, các bạn sẽ điều khiển được nó, không để nó bị quá sáng là quá tối. Thì cái bước đầu tiên các bạn nhặt mụn sạch ấy, thì bước này làm rất là nhàn nhé. Cái bước mà nhặt mụn ở lớp layer 3 này thì ví dụ như mình tắt hai layer này cho mình xem này, các bạn nhìn thấy là những cái lỗi ở vùng tối này nó đã được lưng sáng lên đấy. Thì khi mình làm này chỉ ảnh hưởng về sáng tối thôi nhá. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến cái phần can thiệp về phần tối chẳng hạn, những phần mà bị ánh sáng trắng lên ấy, thì mình sẽ vào cái lớp multi này. Ví dụ như cái viền mắt này các bạn nhìn thấy này, những cái phần này nó hơi bị sáng loang lổ này, mà các bạn muốn nhìn nó rõ ấy, thì các bạn nhớ là các bạn phải động điều chỉnh cái công cụ khớp này này. Đấy, thì lập tức các bạn sẽ nhìn thấy rõ lỗi. Sau đó các bạn vào đây lớp này các bạn tô à. Đấy, các bạn tô chi tiết thì cũng tô nó tối xuống, tương tự với phần tô sáng ấy, thì mình sẽ tô tối xuống thì lập tức cái kết cấu của ánh sáng của da sẽ trở lên đồng đều. Đấy, và mình cứ fix như vậy đến bao giờ sạch thì thôi. Thì đây là kết quả nhá, before này, after này, before và after. Thì cái chất liệu da các bạn nhìn này rất là sạch và giữ nguyên kết cấu nhé, không ảnh hưởng đến chất liệu da cả.